Ngày 5 tháng 5 năm 2019, tại Moscow, một máy bay thân hẹp cỡ nhỏ của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot đang chuẩn bị cho một chuyến bay nội địa ngắn như thường lệ của nó. Chuyến bay mang số hiệu SU 1492 có hành trình từ Moscow đến Murmansk, nội địa Nga, với độ dài đường bay là 1.500 km, sẽ mất 2 giờ 10 phút bay. Cơ trưởng là ông Denis Ievdokimov, 43 tuổi. Ông có kinh nghiệm 6.844 giờ bay với 1.570 giờ bay trên SG-100. Ông từng là phi công lái máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin Il-76 cho quân đội Nga. Ông làm việc cho Aeroflot và lái SG-100 vào năm 2016. Cơ phó không công bố danh tính, 36 tuổi. Anh có kinh nghiệm 773 giờ bay với 623 giờ bay trên SG-100. Là một phi công trẻ tuổi với kinh nghiệm bay hạn chế, anh tham gia Aeroflot vào năm 2017. Chuyến bay đầy 90% ghế, có tất cả 78 người trên máy bay, bao gồm 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Chỉ có một người Mỹ, còn lại toàn bộ đều là công dân Nga. Máy bay Sukhoi Superjet 100 mang số đăng bài RA 89098. Đây là một trong số ít các máy bay thương mại hiện đại được Nga sản xuất. Aeroflot có khoảng 100 đơn đặt hàng cho dòng máy bay này. Chiếc máy bay được giao vào tháng 9 năm 2017, 3 năm tuổi, nhưng chỉ hoạt động được khoảng 2.700 giờ. Máy bay vẫn rất mới. Thời tiết tại sân bay lúc khởi hành không quá thuận lợi. Trời mù, gió ở mức vừa. Cơ trưởng là người chịu trách nhiệm kiểm soát máy bay cất cánh. Sau khi cất cánh, chuyến bay nhận được thông báo có sấm sét ở độ cao từ 6.000 đến 29.000 feet trong khu vực. Hầu hết, các máy bay ngày nay đều có hệ thống chống sét rất hiện đại. Năm phút sau khi chuyến bay SU-1492 cất cánh, trời bắt đầu đổ mưa. Các đám mây rông bắt đầu di chuyển lại gần sân bay với vận tốc từ 40 đến 45 km/h. SU-1492 vẫn đang trong quá trình lấy độ cao với độ cao mục tiêu là 33.000 feet. Lúc này, phi hành đoàn phát hiện một vùng thời tiết rất xấu nằm ngay trên đường bay của họ. Thường các máy bay sẽ tìm cách tránh vùng thời tiết xấu, nhưng có vẻ như cơ trưởng không muốn tốn thời gian để tránh, và ông nghĩ vùng nhiễu động đó cũng không quá rộng để gây nguy hiểm. Phi hành đoàn giữ nguyên đường bay và thẳng tâm vùng thời tiết xấu. Đây là một chuyện khá nguy hiểm đối với các máy bay nhỏ như Superjet 100. Máy bay vẫn tăng độ cao lên gần mây rông. Khi bay qua độ cao 8.900 feet, một âm thanh lớn phát ra từ lớp vỏ máy bay. Ngay sau khi bị sét đánh, điện trong máy bay bắt đầu chập chờn, lái tự động bị hỏng. Phi hành đoàn thực sự bất ngờ vì sét đã thực sự xuyên qua lớp vỏ máy bay. Phi hành đoàn hoãn việc bay tiếp vào vùng thời tiết xấu và yêu cầu quay về Moscow để kiểm tra lại máy bay. Nhưng radio của máy bay đã bị sét làm hỏng. Họ mất liên lạc với mặt đất. Máy bay bắt đầu rơi vào đợt nhiễu động mạnh và khó kiểm soát. Bên trong khoang hành khách bắt đầu xuất hiện mùi khét, các hành khách bắt đầu ồn ào. Trước khi khởi động radio phụ, phi hành đoàn chuyển tần số của bộ phát đáp sang 7600. Ở tần số này không lưu sẽ thấy trên radar và biết họ đang gặp vấn đề với hệ thống liên lạc. Sau khi kiểm tra trọng lượng, phi hành đoàn biết họ sẽ không thể hạ cánh ngay được vì máy bay đang còn quá nhiều nhiên liệu. nên họ cần phải bay vòng để đốt mất nhiên liệu, góp phần làm cho máy bay nhẹ lại mức an toàn để hạ cánh, đồng thời giảm bớt rủi ro. Họ cần phải đốt mất nhiên liệu càng nhanh càng tốt vì thời tiết đang xấu đi. Máy bay thì có mùi khét nên chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phi hành đoàn cho đổi tần số bộ phát đáp từ 7.600 sang 7.700 để không lưu hiểu đây là một trường hợp khẩn cấp. Khi cách sân bay khoảng 16 km, phi hành đoàn khôi phục lại liên lạc với mặt đất, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp được chấp thuận ngay lập tức. Nhưng sau khi bay vòng, họ vẫn chưa có khối lượng hạ cánh cho phép. Khuyến cáo của nhà sản xuất khối lượng hạ cánh tối đa là 42 tấn, nhưng khối lượng bây giờ là 43,6 tấn, có nghĩa họ vượt giới hạn 1,6 tấn. Do trọng lượng máy bay cao, nên máy bay buộc phải hạ cánh với tốc độ nhanh hơn bình thường để duy trì lực nâng đủ lớn và sẽ nguy hiểm hơn khi chạm đất. Máy bay sẽ hạ cánh với tốc độ 287 km/h. Đây là vận tốc máy tính yêu cầu. Hạ cánh quá tải trọng là một kịch bản đã được chuẩn bị cho tất cả các phi công thương mại. Tuy nguy hiểm nhưng đây là bài kiểm tra mà họ đã được học tại trường. Thao tác tiếp theo, phi hành đoàn chọn cánh tà ở mức 25 độ, theo như khuyến cáo từ nhà sản xuất. Cảnh báo có gió đứt vang lên. Gió đứt là luồng gió bất ngờ và nguy hiểm đến máy bay, có thể đẩy máy bay xuống dưới. Cơ trưởng yêu cầu tăng ga để tránh, làm cho vận tốc máy bay tăng vọt từ 287 lên 310 km/h. Sau 3 lần va chạm mạnh với tốc độ hơn 300 km/h, chuyến bay SU 1492 vỡ bình nhiên liệu và bốc cháy. Các tiếp viên đã mở cửa chỉ 10 giây sau khi máy bay dừng lại, nhưng chỉ có 37 người thoát được ra ngoài. 41 người ngồi ở những hàng ghế sau của máy bay không ai sống sót. Vụ tai nạn mở ra một trong những vụ tranh cãi và kiện tụng còn kéo dài đến bây giờ. 41 người thiệt mạng bao gồm 2 tiếp viên. Họ không chết vì vụ va chạm mà chết vì những hành khách phía trước. Những người ngồi trước lo lấy hành lý xách tay chặn 2 lối ra duy nhất ở phần đầu máy bay. Thân của Superjet 100 rất hẹp nên việc che lấn rất tồi tệ. Thời khắc sống còn là chỉ 30 giây sau khi mở cửa. Sau 30 giây cơ hội sống sót rất thấp do ngạt khói. Cơ trưởng đã thừa nhận khoảng 10 giây trước cú chạm đất đầu tiên, ông đã mất khả năng kiểm soát máy bay. Đồng thời ông cũng nhận sai với quyết định bay vào vùng thời tiết xấu. Nhưng ông không chấp nhận mức án 7 năm tù vì tội giết người do cầu thả, vì ông cho rằng các hành khách không hoàn toàn thiệt mạng vì cú hạ cánh. Đặc biệt, ông khẳng định dòng máy bay Sukhoi Superjet 100 có vấn đề nghiêm trọng. Ngay lập tức các hãng hàng không cho dừng bay tất cả các máy bay Superjet 100 trong ít nhất 2 tháng. Nhưng nhà sản xuất vẫn một mực cho rằng máy bay đảm bảo yêu cầu và toàn bộ lỗi thuộc về phi công. Nhiều thông tin cho rằng Sukhoi dùng truyền thông để che đậy các thông tin về máy bay của họ.